Hồng Vân, Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng thép Vinakyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò Wowday đã đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wowday giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời chúng ta hãy cùng gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em nghĩ các em không có khuyết điểm quá. Em từ tay mà lên thì anh Sáu ra thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Em chỉ có thầm thương trộm nhớ thôi. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á. Ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Thích nhau ưng thì ngày mai cưới cũng được, hay là qua năm cũng được, cho nó tùy thôi. Mời nhà trai. Chào anh trai. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời bạn trai giới thiệu về mình nha. Kính thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nữ cùng các anh chị khán giả có mặt trong trường ngày hôm nay. Em tên là Hồ Phi Long, sinh năm 1988. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán, đang làm ở Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn em, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay. Xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng và xinh đẹp. Cảm ơn em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Trúc Lâm. Năm nay 35 tuổi, sinh năm 86. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Ở đâu em? Dạ, công ty thì sản xuất ở Tây Ninh nhưng mà có văn phòng ở Hồ Chí Minh. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Tây Ninh. Bạn nữ là sinh năm mấy vậy? Dạ, em sinh năm 86 ạ. Tuổi về hơn 2 tuổi chứ. Bên này 33, bên này 35, rồi. Ok. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Mặc đồ chú rể luôn rồi chắc chút xíu là đám cưới luôn á. Đây cũng đồ cô dâu luôn rồi. Mặc rất là phu thê. Hai đứa mặc phu thê, nhìn kỹ mặt chú rể đi. Ha. Đúng không? Mặt lý. Vậy là mặt tròn. Tròn mà giống nhau nữa. Chút xíu mở ra em thấy liền. Thôi, bây giờ em nói cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em ấy là tự tin, thích đi du lịch, thích dạo phố, gặp bạn bè, ăn uống, nói chuyện, tán gấp, tán nhậu gì đó. Rồi khuyết điểm. Khuyết điểm em nghĩ chắc em không có khuyết điểm quá. Không có khuyết điểm luôn, đúng. Có quyền, có quyền. Có quyền. Rồi em trai nói luôn mình ưu điểm, khuyết điểm nào. Em thì biết quan tâm, chăm sóc lắng cho người người bình thường và không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm. Em là dân miền Tiền Giang nên rất là hiền tài chăm sóc. Khuyết điểm. Khuyết điểm thì em hay ít nói, không giỏi đối với đám đông trước đông người. Còn mấy mối tình rồi em trai? Em từ miền Tây mà lên hệ họ 26 ra thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Chưa có mối tình nhất nào hả? Nhưng mà em chỉ có thầm thương trộm nhớ thôi. Trời đất ơi, thấy thương không? Cưng ghê á. Ba mấy tuổi mà chưa dám nói lời yêu ai chứ. Bữa nay chắc chắn em sẽ phải có người thương. Người thương của em liền, để tôi hỏi bên đây có mối tình em sao nè. Dạ, hồi xưa đi học thì cũng có mối tình học sinh sinh viên. Rồi xong ra đi làm, người kia đi làm, chiều về gặp bạn bè ăn uống, đi chơi. Cuối tuần thì cũng tụ tập bạn bè hoặc là gia đình đi du lịch này nọ kia. Thời gian cứ vậy trôi qua tới giờ luôn. Không có luôn. Dạ. Quá là tương thích để không có một mối tình nào luôn. Ủa đó giờ em chưa tỏ tình với ai luôn hả? Dạ, như nghĩa là em tính tỏ tình nhưng mà trước tỏ tình thì người ta nói có người yêu rồi. Tội nghiệp không? Dạ. Lời tỏ tình rồi đó hả? Nghĩa là mình chưa tỏ tình nhưng mà nó biết đã có người yêu rồi. Giống như là em muốn tặng con gấu có chị Anh Đức Dung đó, nhưng mà người ta trả lại tôi nói là đã có người yêu rồi. Trời ơi, thương không? Tặng gấu trả lại. Không, bây giờ ông bà khiến như vậy để mà ngày hôm nay tôi với ông được làm xui với nhau. Đúng. Bây giờ em là muốn tìm một người yêu thế nào? Bạn gái lý tưởng đúng không anh? Ừ. Bạn gái lý tưởng em thì tóc dài. Có tóc dài. Da sáng tí. Da trắng, có da trắng luôn. Hiền lành, dễ thương, phúc hậu. Rồi, đảm bảo luôn, mặt bé này là quá phúc hậu rồi. Có mẫu hình lý tưởng giống ai không? Chắc chị Hồng Vân. Như vậy là em cầu được ước thấy rồi đó. Đó, mặt tròn tròn giống chị Hồng Vân vậy đó. Chị nghĩ là bữa nay vô rồi đó nha. Bên đây mình sao, mình mong muốn cái người bạn trai của mình sao nè? Ngoại hình cũng có nhìn tí xíu rồi. Tính tình thì hiền dễ thương. Đừng có gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không. Vậy không. Mà gia trưởng gì nổi hiền không gia khô trưởng à. Nha. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á. Ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Thấy được đó, hỏi gia đình đi. Em đi với ai nè? Dạ em đi với em ruột em với em dâu em. Dạ em xin chào anh chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Duy Ngâu, là em trai
của anh Hồ Phi Long. Em cảm nhận thì chị gái bên đây mặt phúc hậu, dễ thương, xinh xắn, thấy cũng hiền, nhìn cũng xứng với anh lắm. Thì em cũng mong là anh chị cho nhau cơ hội. Dù sao thì hai bên cũng chưa có mối tình thì cho nhau cơ hội nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với hai bên em họ. Dạ chào chú Quyền Linh với lại cô Hồng Vân và tất cả các bạn khán giả đó. Bạn muốn hẹn hò thì em tên là Thiên Ánh, là em họ của chị Trúc Lâm. Thì theo nhận xét về anh trai bên đây thì anh đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà của chị từ trước đến giờ. Chị của em cũng là một người rất là giúp đỡ người, biết giúp đỡ người khác và lúc nào cũng rất là dễ thương. Cho nên là chị cũng là người mà đáp ứng được những tiêu chuẩn mà anh đưa ra. Và em mong rằng hai anh chị có thể dắt tay nhau đi về sau chương trình này. Hay quá. Hay quá, hay rồi. Rồi mở rào. Xong xin Long cái này cho tôi nha. Bắt đầu đi Long. Chào. Trong ngày đặc biệt này thì anh có bó hoa hồng tặng em. Rồi. Em cũng có món quà. Rồi. Đi qua bển làm cho ông Quyền Linh ổng thèm chơi cưng. Linh nhớ xin cho tôi nghe Linh nha. Đó, trời ơi, chuyên nghiệp quá trời kìa. Nghề, gọi là nghề gia truyền của Tây Ninh đó. Này là giống như em nhìn người ta làm em ấy hay là ở nhà mình có kinh doanh thêm về bánh tráng trộn không bé? Dạ, ở nhà ăn nhiều nên biết làm luôn. Trời ơi, làm phải thèm thơm rồi ơi. Em thấy thơm ghê không? Thôi chắc là nghỉ luôn đi. Ăn bánh tráng xong làm tiếp. Dạ em mời anh với lại hai anh chị ăn luôn. Anh cậu ăn hết cái dĩa này luôn mà. Trời ơi thơm á. Quá trời quá đất luôn, có đầu phộng nữa nè. Ngon quá. Thưởng thức tí rồi. Thôi thưởng thức tí thôi. Đưa. Cảm ơn Kim nha, chị cầm lương á. Rồi đi ra nói chuyện bạn gái đi. Dạ. Em có ăn không? Em ăn thử chưa nè, ăn miếng đi. Xong nói cái cảm nhận cho cổ vui coi. Ngon không Long? Dạ ngon anh. Tiền Giang mình có món gì không Long? Tiền Giang anh biết ăn hủ tiếu Mỹ Tho. Em là huyện nào? Dạ em huyện Cai Lậy. Cai Lậy thì trái cây nhiều. Có mít, có sầu riêng nhiều lắm Cai Lậy á. Anh thì hiện tại anh mới ăn trứng thôi, nhưng mà nó có cái vị ngon của trứng. Dạ nguyên mâm chỉ thích ăn trứng thôi. Lâm cho hỏi lại là Lâm đang làm công việc gì ạ? Dạ làm bên xuất nhập khẩu. Thì có thời gian rảnh đó thì có thường đi chơi với ba mẹ hay bạn bè gì không? Chiều rảnh là đi với bạn bè đồng nghiệp, rồi tối về gia đình, rồi cuối tuần có khi đi với bạn bè đồng nghiệp, cũng có khi đi với đa gia đình đi du lịch. Hiện tại thì Lâm đang ở đâu? Hiện tại đang ở Hồ Chí Minh. Quận mấy? Gò Vấp. Ở đây anh sống cùng ai hả? Đây sống một mình. Một mình một động luôn hả? Đúng rồi. Đến được với nhau thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở Tây Ninh, ở Tiền Giang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em nghĩ là ở Hồ Chí Minh. Thì em cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng coi như mai mốt phải đi thuê nhà đó. Nếu mà hai đứa mà quen với nhau đúng không? Thì ra tôi bàn đi. Thôi mình bàn, mình kiếm vốn, mình mua nhà đi. Thì đó, vậy đó. Nếu quen, chúng ta quen nhau thì khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Tùy thôi anh, mình cứ tìm hiểu nhau đi. Thì từ từ rồi tính sau. Em nghĩ là vậy. Thích nhau ưng thì ngày mai cưới cũng được. Hay là qua năm cũng được, nó tùy thôi, nó là tùy duyên phận thôi à. Anh thích hát hò anh vậy? Thì anh từ nhỏ giờ anh không có hát hay, nhưng mà lúc học thì anh có một bài thơ của Nguyễn Du, anh rất là tâm đắc. Thì anh có thể tặng em 4 câu thơ của Nguyễn Du. Lâm xem trang trọng khách vời, phun chân đầy đặn, nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thu nước tóc tiết nhờn màu da. Em nghĩ anh đang diễn tả vẻ đẹp của em vậy. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Coi như là mượn thơ của Nguyễn Du để tả người con gái đối diện đó. Dạ em thì đam mê ca hát lắm, nhưng mà mặc dù hát hơi banh chút. Để nó vui thôi là chính mà. Chim rừng liêu lo canh thơ mộng qua, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường, mặt nhìn hai lối khó mộng tri quang lộ. Xin người chi giúp giùm cho. Dạ nhiêu đó được rồi. Để tay vào nút bấm đi. Thấy có thích người đối diện không? Thích anh. Thích là bấm luôn đi em. Nói bấm nhanh lên, anh đừng nói cái này nó kia đó. Dạ bấm rồi ạ. Trời đất ơi, nói này nó kia mình hoài à, mệt chứ.
nắm tay nhau đi. Nói tình yêu đó nó phải xiên. Xiên sao? Ngược tay rồi. Cái này mới xiên được. Đó, đúng rồi, trời ơi. Xem mà phải tìm rõ gì chưa xem. Xem cảm giác bây giờ sao Long? Nghe cung. Trời ơi, giống cô dâu chú rể, hợp lý với em. Luôn đầu tiên nào. Long chứng tỏ ăn lĩnh đi Long. Anh xin phép cùng em nhé. Dạ. Đó, thấy chưa? Thấy cô gái chưa? Để sát lỗ mũi vô, từ từ hít vô. Rồi, ok. Mình hung lại đó đi. Mình hung lại cho chị. Đúng rồi, hung lại luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã thấy cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ có những cuộc hẹn hò thật là tuyệt vời, thú vị và hạnh phúc. Và bây giờ xin mời quý vị đến cặp đôi thứ hai. Biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Dạ, em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, hoạt bát, mà cũng rụt rè trước đám đông. Anh đừng có ngại nữa, nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Mong em mở rộng tư duy cho anh cơ hội được làm chồng anh. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và bạn gái hôm kia và chị khán giả. Chào em. Em tên là Nguyễn An Thông, 30 tuổi, đang sinh sống làm việc tại Tân Bình, chuyên nghề chế tạo ráp đồ gia dụng inox cao cấp. Thông là quê ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Định ạ. Bình Định. Rồi, mình giới thiệu đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Võ Nguyệt Ái, 30 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow, hai bạn cùng quê với nhau ha. Cùng quê Bình Định. Cùng anh tuổi cũng luôn. Bình Định luôn. Cái gì? Mình cũng Bình Định đó Vân ạ. Ủa sao Linh nói Linh ở Tiền Giang? Mình Tiền Giang, quê vợ Bình Định. Lạ thì. Ở huyện nào vậy Thông? Em ở huyện Tuy Phước. Tuy Phước, còn bạn gái huyện nào? Dạ em ở huyện Phù Cát. Mà hai bạn thấy đồng hương vậy là hai bạn thấy phấn khởi không? Dạ có. Có phấn khởi chút đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình mạnh dạn mình nói cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình, vui vẻ, hòa đồng. Nhược điểm á, em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Thiếu tự tin hả? Tại nhát quá đó đúng không? Dạ. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, hoạt bát, mà cũng rụt rè trước đám đông. Trong công việc, cái sự cầu tiến mình làm không phải xong mới nghỉ. À, đó là tinh thần mình làm xong mình mới nghỉ. Dạ. Chứ không phải là làm xong việc là nghỉ. Dạ. Đúng không? Pha Thông được mấy mối tình rồi? Dạ, em được 2 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm. Khoảng cách địa lý rồi chia tay. À. Mối tình thứ hai cũng như vậy luôn ạ. Cũng 2 năm luôn? Dạ. Coi như là do địa lý mà xa nhau đó hả em? Dạ. Ồ, rồi còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Tình duyên của em á thì giống như cái câu mà theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo á. Thích tỏ tình nhưng mà bạn chỉ coi là em gái thôi. Ờ. Và tới bây giờ thì tụi em vẫn là bạn. Vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là em chưa có một mối tình chính thức nào luôn? Dạ.
Có nắm tay nắm chân gì chưa? Dạ có nắm tay nắm chân chứ chưa làm gì hết. Chưa làm gì hết, chưa hôn. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Tinh khôi luôn. Dạ. Trời ơi, 30 năm gìn giữ chị đi. Bên đây hai mối tình ta cũng đâu có hôn gì đâu. Có không? Bên đây có hôn chưa? Ai biết. Có nắm tay. Có nắm tay mà có hôn chưa? Dạ có luôn. Có luôn vậy. Bên đây ta 30 năm ta gìn giữ cho em thôi đó. Dạ, dạ cảm ơn. Em muốn một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em muốn người yêu lý tưởng của em là biết nấu ăn, chủ thể là được ạ. Em bình thường thôi ạ, chứ không có đòi hỏi gì, cái nhân sắc thì nó nhiều. Mà em thấy là bây giờ bạn nữ chưa yêu ai bao giờ. Nếu như có yêu ngày hôm nay tụi em bấm nút thì em là tình yêu đầu tiên đầu đời của bạn. Em có áp lực không? Đầu. Có áp lực. Đó. Rồi, làm hỏi đằng trai người ta rung hết trơn cho tôi. Thiệt mà, đó sự thật mà. Đàn gái Bình Định ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích nhất là nhậu nhẹt, hút thuốc. Có nhậu nhẹt hút thuốc không? Em ít nhậu mà có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Ít. Chứ bạn gái yêu cầu bỏ là phải bỏ được không? Dạ được. Được rồi, xong. Ừ. Em đi với ai nào? Dạ hôm nay em đi với lại cậu mợ và anh chị. Mời đại diện gia đình ạ. Dạ xin chào hai MC dễ thương Hồng Vân và Huyền Linh. Dạ. Chào đại diện bên đàn trai. Tôi là cậu ruột của Châu Ái. Xin chào. Cháu ở Bình Định mà cháu ở huyện Phú Tuy Phước thì cháu vào đây được bao lâu rồi? Con vào đây cũng 10 năm rồi ạ. Cho mình hỏi luôn là mình đã có an cư chưa? Đang ý định là an cư ạ. Là rõ hơn là mình đã có cái nhà ở hay chưa đó? Hay là mình vẫn còn ở trọ, ở thuê? Dạ, trong thành phố thì con vẫn còn ở trọ ạ. Thì cậu cũng là con trai Bình Định thì cậu biết. Trai Bình Định rất là chấp phát và cũng chịu khó. Cháu vô đây cháu làm cái nghề kê khí là nó cụ thể hơn được không cháu? Con chuyên về làm thêm bóng vẽ chút. Thực hiện bóng vẽ. Hiện tại đang làm cho công ty hay là làm chuyên đơn? Dạ, con làm ở công ty Inox Sài Gòn. Cậu chỉ nói với ai thế này. Con lên đây là đã gọi là mình mạnh dạn đi tìm hạnh phúc cho mình. Cứ tìm hiểu. Và cậu mong rằng là con hôm nay sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình. Cái chuyện mình nói là hình thức thì nó không quan trọng đâu. Khi thành vợ, thành chồng rồi cái tính nết với nhau, cái ăn ở với nhau mới là quan trọng để mà tồn tại lâu dài được. Miễn sao là hai cháu thấy mình có cảm xúc với nhau và tìm hiểu được nhau. Và mong rằng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn cậu. Hay quá. Anh trai đi với ai? Em đi với chị gái ạ. Chị ruột hả? Chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Em tên là Trúc, chị gái của Thông. Em nghe nói chuyện chị nhớ tới giờ anh Quyền Linh quá. Giống quá trời quá đất. Dạ thì nãy giờ em thấy nói chuyện thì em thấy em gái này cũng dễ thương, nói chuyện thì thấy cũng rất là mến. Còn phần về em của em thì nó rất là siêng năng, cần cù, chăm chỉ làm việc lắm. Nhiều khi đám tiệc rồi đi nhậu là uống hai ba lon thôi chứ không có say xỉn như người ta. Cũng rất là mong chương trình cho cơ hội cho hai em tìm hiểu và đến với nhau tiếng hôn nhân. Dạ cảm ơn. Bây giờ anh hỏi thêm một cái chỗ nhà trai nữa nè. Em bây giờ em là công nhân hay là thợ? Hay là có khi nào em nghĩ em là thầy rồi em mở trường dạy rồi đào tạo thêm nhân viên để có thêm kinh phí không? Dạ có, em là chuyên về đào tạo thợ hàng. À đào tạo luôn hả? Dạ. Ồ vậy là ngon rồi, vậy là cũng có cơ hội. Thực ra cũng không cần phải làm thầy mà làm chủ luôn á. Nhưng công nhân khác, thợ khác mà bây giờ đây là thầy nữa rồi thì cơ hội phát triển sẽ có nếu như có sự hỗ trợ. Vậy cậu yên tâm chưa? À rồi. Thôi mở rào đi. Mở rào. Đây là hai bạn thôi. Mình phải làm rõ chuyện này, mình cũng Bình Định mà. Ôi, nhận vớ. Dân Tiền Giang cứ nhận Bình Định hoài. Mai mốt mời về ăn bánh hỏi lòng heo nha. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em cứ đứng im đi, còn thời giới để anh lo cho. Thời giới anh lo. Thấy chưa? Em khiến anh chết mê, trông cứ như búp bê này. Nhưng lại đến đứng kế chặt tim vô tình ta tái tê. Đã có ai đi lanh quanh trong con tim của em ấy chưa hỡi em. Nhà anh đi la nhà thuê thêm em mơ cũng không vấn đề. Anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai bác. Chẳng có ai hiểu nhau hơn ai ta. Nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu hơn ý. Anh kết em rồi, mình thích anh không? Cảm ơn. Cảm ơn quà tặng em. Đây là tình yêu màu hồng. Bó hoa này tượng trưng cái tình cảm của anh, một sự đồng thấm, một sự trung thủy của anh rất là nhiều. Trong đây có cái xoan nữa. Mong em luôn mỉm cười.
từ từ trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh. Tặng anh là một bình nước. Con người mình là nước là rất là quan trọng, nên là em cũng khi mà anh sử dụng nó thì anh cũng coi như em là một phần quan trọng của anh. Chỉ mới làm cuộc sống. Bình nước hả con? Dạ. Dạ, cảm ơn em. Mong em gạt bỏ rào cản như chiều cao. Muốn làm như vậy. Dạ. Anh hướng sẽ làm được. Trời ơi, cái gì vậy bên nhà trai? Ông thì thầm không kìa, nín. Làm gì vậy? Em có ngại gì yêu một người thấp nghe không? Về chiều cao thì em nghĩ là không thành vấn đề. Anh có thể suy nghĩ nhiều thứ để nó cao hơn cái chiều cao của anh rất là nhiều. Dạ. Câu thì hay. Câu thì quá hay đó. Dạ anh. Anh đừng có ngại nữa, nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Trời kinh quá. Không sao, em sẽ bỏ giày ra. Đúng thì rồi. Bỏ giày ra, hai đứa đứng kế bên coi. Sẽ ngang chắc nhau. Ai cao hơn ai? Cô bé này hay lắm á nha. Rồi, đứng kế bên đi nào. Đâu, hai đứa đứng đo kế bên coi. Trời ơi, đâu quá. Trời ơi. Vậy thì đừng có nghĩ chiều cao thì đừng bi quan điều đó nha. Dạ, trai. Dạ. Thật sự thì gặp em, quen em rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là hạnh phúc. Mong em mở lòng từ bi cho anh cơ hội để được làm chồng em. Tội ghê không, mở lòng từ bi kìa. Đó, mở trời lòng. Tình yêu mà nó kêu mong em mở lòng từ bi. Rồi, ngồi ghế đi mấy em. Được rồi đó. Ê, bây giờ người ta để tay nút bấm đi bên tay trái kìa bạn trai. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Và nhớ, khi chúng ta bấm nút, chúng phải thật sự có trách nhiệm với lời nói từ nãy giờ. À, bắt đầu nè. 1 2 3. Hết thời gian. Cặp cặp. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Tôi thật sự nể bạn gái cho nó để em bỏ dép ra, bỏ giày ra. Quá trời hay luôn. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là một cái kết rất là đẹp. Xin phép cậu mợ đại diện gia đình. Cho phép cậu mợ cho con được chính thức được quen em. Đó, cậu mợ gật đầu xin phép, rồi. Xin phép cậu mợ cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em. Em là origin luôn á. Xin phép chưa? Gật đầu rồi. Đâu gật đầu rồi. Gật rồi hả? Gật rồi. Tôi sợ không cho phép. Làm nhỏ hết rồi mà. Tôi cũng giật mình luôn. Thật sự. Ủa thấy gật mình rồi hả? Anh xin lỗi ha. Thôi làm đi. Trời ơi. Không gậy ta. Không gậy ta. Giờ để sau rồi. Không sao đâu. Làm đi không đi. Nhắm mắt lại cho. Đúng rồi. Đấy. Thưa quý vị, rằng những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên má ấy nó tạo nên biết bao nhiêu cuộc tình duyên trên sân khấu bạn quý ngọt này. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, giờ đám cưới đãi tôi món bánh hỏi lông heo. Ông ra, ông ngon ra Bình Định luôn. Được. Đúng không? Ừ, gần sát bên nhà mà. Thì đó nhà thì... Nhà ở ngay ngã ba Phú Tài á. À. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, còn đây là bó hoa cùng với cây son đỏ thắm nha. Còn đây bình nước ha. 70% cơ thể là nước. Cục tạ này hai đứa về cùng tập đi. Tìm người yêu đem tạ nữa mô Phật. Rồi. Rồi nè, còn cái nữa nè. Cầm giùm cho cổ đôi dép đi nè. Dạ được. Được luôn. Thấy người ta ga lăng ghê chưa. Nhỏ nhỏ mà có vỏ đó. Không có đùa đâu nha. Dễ thương gì đâu á. Thấy cưng chưa. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò Wow Day đã đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.